nay gặp nhau, anh muốn biết mùa hoa đẹp nhất em có nhớ gì. Ngày đó yêu nhau lúc xuân thì, mà điều gì làm em quay lưng đi? Nếu gặp lại nhau em sống 21 còn 2 ngày nữa, hay em sẽ nể trái ngang, chỉ dám buông đôi câu chào. Dạo này anh xa. Độc quyền trên Vion, thường như cũ, phát sóng vào lúc 22 giờ thứ 2, 3, 4 hàng tuần.